chẳng giống như các tiên khác dùng bụi pixie để bay lượn, Zarina lại dùng chúng với nhiều mục đích khác nhau, và giờ đây cô ấy phải đi bộ thay vì bay lượn. Zarina là một tiên giữ bụi nhưng lúc nào cũng cạn kiệt bụi tiên trên người. Mãi đi thong dong, Zarina chợt nhớ vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cô ngay lập tức trở về kho chứa bụi tiên, mặc ngay bộ tạp dề và bắt đầu vào công việc. Một con sâu chuyển động bánh lăn, vô số bụi tiên rơi xuống. Đưa qua các công đoạn sàng lọc, các túi bụi nhỏ được đặt trên các băng chuyền để buộc chặt chúng lại. Zarina cũng là một trong số những tiên làm công việc đó. Trong khi các đồng nghiệp khác nghiêm túc với công việc, thì Zarina lại dùng bụi tiên phá phách, đùa giỡn. Cô nghĩ rằng có thể dùng bụi tiên để làm nhiều điều hay ho hơn nữa. Khi nghe Zarina nói, ai nấy cũng đều bất ngờ và cho rằng điều cô nói rất kỳ quặc. Người đứng đầu tiên giữ bụi là tiên Gary đến thông báo nhiệm vụ quan trọng cho người giữ bụi tiếp theo. Zarina may mắn được chọn vì chỉ còn mỗi cô chưa thực hiện nhiệm vụ. Họ đi đến căn phòng chứa bụi tiên xanh vô cùng quý giá. Tiên Gary chỉ dẫn cho Zarina cách mở khóa, cẩn thận nhắc nhở Zarina lấy đúng số bụi yêu cầu vì sức mạnh của nó vô cùng to lớn. Zarina hút lên một lượng nhỏ bụi xanh, liên tục hỏi những câu gây lú chưa từng thấy. Với bản tính tò mò của mình, Zarina càng muốn biết thêm thật nhiều về loại bụi xanh này. Sau khi lấy bụi xanh, Zarina cùng tiên Gary đi đến thác bụi tiên, nhỏ một vài hạt bụi xanh, từ dòng bụi nhỏ xíu hóa thành một thác bụi vô cùng lớn. Tiên Gary luôn cố gắng nhắc nhở Zarina về công việc của tiên giữ bụi, cho rằng đó là công việc tốt đẹp, truyền từ đời này sang đời khác. Với Zarina, luôn thích những điều mới mẻ lại nhận thấy công việc hiện tại quá ư là nhàm chán. Khi tiên Gary đang luyên tha luyên thuyên giảng đạo thì Zarina phất lờ, tháo lấy chiếc vòng đeo trên tay, thấm nó vào bụi tiên, cô ấy lại thổi nó đi, bụi xanh dính vào chiếc vòng liền kỳ lạ, rồi nó phóng đi nhanh khủng khiếp. Zarina mất kiểm soát, để chiếc vòng bay trúng vào đầu tiên Gary. Ông ấy nhắc Zarina một lần cuối là tiên giữ bụi không được phép bọc bụi. Zarina quay trở về nhà với tâm trạng chán như con dán. Đi đến góc làm việc, cô lật cuốn sách nghiên cứu, trang nào cũng không có điều cô muốn biết. Khi Zarina chán nản, một hạt bụi xanh nho nhỏ từ đâu bay đến. Một phần hạt hoa hướng dương, một ít hoa cúc bạch để bào chế. Cô nàng nhìn ngay đến đồ dụng cụ hóa học của mình rồi quyết định liều một phen. Zarina đặt hạt bụi rồi dùng kính hiển vi tách nó ra một xíu. Sau đó cô ấy chuẩn bị sẵn bụi tiên và cho vào đó một ít hạt hướng dương, giã thật nhuyễn nó ra. Bước cuối cùng Zarina đánh liều cho một chút xíu bụi xanh vào, chúng phản ứng với nhau. Từ một viên bụi xanh nhỏ, cô ấy có thể tạo ra rất nhiều bụi tiên. Kỳ lạ, chúng có màu cam và biết tạo ánh sáng. Zarina hạnh phúc đến kể cho tinh nghe đầu tiên về phát hiện mới của cô. Zarina bắt đầu thể hiện, cô hứng lấy ánh sáng chiếu nó đi khắp nơi. Tinh lấy làm ngạc nhiên vì Zarina là tiên giữ bụi, chứ đâu phải tiên ánh sáng. Zarina liền giơ bàn tay dính bụi tiên cam cho tinh xem. Bụi tiên cam giúp điều khiển ánh sáng, chính cô ấy đã tạo ra nó. Đó là phát hiện mới về khả năng của bụi tiên. Zarina sẽ cùng tinh bào chế thêm những loại khác và giữ bí mật với tiên Gary. Zarina tiếp tục tạo ra những loại bụi khác, lấy một chiếc lông vũ màu tím lịm xìm xim, lấy hết phần lông vũ, sau đó nhờ tinh khuấy chúng lên. Tinh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi Zarina dùng bụi xanh để chế tạo, nhưng cô ấy nói chỉ cần một phần rất nhỏ là đủ. Zarina bảo tinh lùi lại và cô ấy cho vào một xíu bụi xanh, nó liền hóa thành màu tím mộng mơ với năng lực điều khiển gió. Zarina lấy một ít bụi và thổi gió cho tinh xem điều kỳ diệu với bụi tím. Cô ấy không dừng lại mà điên cuồng chế tạo. Cô cắt một chút cánh hoa, pha chế thành dung dịch màu hồng, rồi thông qua chưng cất tạo nên một loại bụi màu hồng tuyệt đẹp, ứng với năng lực điều khiển thiên nhiên cây cối. Vì quá hấp tấp vui mừng với thứ vừa tạo được, Zarina vấp phải cái cây nhỏ và làm đổ hết tất cả bụi hồng vào đó. Cái cây bắt đầu rung chuyển dữ dội, khiến ngôi nhà rung như có động đất. Từ một cái cây nhỏ, nó đã phát triển quá mức, bao phủ toàn bộ căn nhà của Zarina. Nó không dừng lại mà tiếp tục bao phủ nhánh lên những chỗ gần đó. Kho chứa bụi bị phá hủy bởi những nhánh dây leo, làm đổ hết tất cả bụi. Thành quả tích góp bụi tiên từ trước đến nay đều bị phá hủy. Tiên Gary bàng hoàng vì mới lộn xộn, bất chợt tìm thấy được một ít bụi hồng dính vào nhánh dây leo. Zarina cùng các tiên khác đồng loạt đến xem tình hình. Zarina không thể ngờ được chuyện kinh khủng mình đã làm với kho chứa bụi. Đối mặt với tiên Gary đang vô cùng giận dữ, Zarina hứa sẽ chăm chỉ làm việc để bù đắp lỗi lầm gây ra. Nhưng ông ấy không tha thứ cho việc cô đã làm, còn chính thức tuyên bố từ giờ Zarina sẽ không còn là tiên giữ bụi nữa. Zarina liền nhanh chóng rời đi. Về đến nhà, cô tìm tay nải, bới tung đống đồ, đem bụi tiên và bụi xanh, cho hết những vật dụng cần thiết vào tay nải, thải một ít bụi tiên lên cánh, rồi cuốn gói đi khỏi nơi đây. Dù luyến tiếc nơi mình từng sinh sống, nhưng cô ấy không còn lựa chọn nào khác. Một năm sau đó, thung lũng Pixie tổ chức đại hội bốn mùa, quy tụ toàn bộ các vị tiên đến tham dự. Tinh đang cố dùng mọi cách để cái máy của mình hoạt động, tinh chế tạo nó để mang lên sân khấu cùng biểu diễn với các bạn. Đầu tiên là phần trình diễn vô cùng mãn nhãn của các tiên mùa đông. Giữa lúc màn trình diễn bắt đầu, Bắp Bờ lại tìm cớ đi giải quyết nỗi buồn. Tinh đứng bên trong háo hức muốn xem màn trình diễn. Họ trượt trên băng vô cùng điêu luyện, một số khác lướt trên bông tuyết trông rất đẹp mắt, đôi cánh của Tinh phát sáng. Cô đi ra bên ngoài và vẫy tay gọi người chị em Periwinkle. Tiết mục đặc sắc của tiên mùa đông làm khán giả bên dưới ai nấy cũng rất hào hứng. Trong khi họ đang vui vẻ và để mắt tới buổi biểu diễn thì một nàng tiên nào đó diện bộ đồ hải tặc đi đến. Cô ta lén lút giải bụi hồng trên khán đài. Ozetter cảm thấy lạ vì trong lúc tập vượt cho buổi lễ không hề có điều này. Tinh liền nhận ra nàng tiên hải tặc đang bay đó chính là Zarina. Đã lâu không gặp cô ấy và cô ta đang có mưu đồ gì đây? Sau khi tiết mục mùa đông kết thúc, khi khán giả mất tập trung, Zarina liền quăng bụi hồng vào những bông hoa, làm chúng bung nở như màn bắn pháo hoa. Các nàng tiên tưởng đây là tiết mục mới nên họ hò reo cổ vũ.
Rosetta vội đẩy những người bạn vào bên trong trú ẩn. Khi làn khí màu hồng bay qua, các tiên rơi vào trạng thái lờ đờ. Bubber đã rời khỏi đó trước khi những cái bông phun khí gây ngủ, và tất cả họ đều chìm vào giấc ngủ sau đó. Bubber nhờ bỏ lỡ buổi lễ mà may mắn thoát được hoa buồn ngủ. Zarina âm thầm đứng trên cao quan sát. Bubber trông thấy một ai đó lướt qua nhưng cậu tiếp tục trở lại buổi lễ. Bubber ngạc nhiên khi ai nấy cũng đều nằm ngủ khò khò, còn Zarina đã bí mật lén vào kho chứa bụi. Giữa lúc Bubber đang hoang mang, thì cậu nghe thấy tiếng của Tinh và các bạn của cô ấy trong một cái hộp kỳ lạ. Vì để tránh bụi gây ngủ, họ đã chui vào đó và giờ không thể ra ngoài được. Nhóm bạn của Tinh đầy bất ngờ khi mọi người đều ngủ hết. Bubber trông thấy Zarina bay đến hướng kho chứa bụi. Họ đến đó nhưng đã quá trễ, toàn bộ cái hũ đã bị Zarina lấy sạch. Nhờ Bubber ở lại lo cho các tiên mùa đông, còn Tinh và các bạn lên đường giành lại bụi xanh. Họ tìm được dấu vết của Zarina, nhưng cô ta bay cực kỳ nhanh, băng qua một nơi đầy sương mù. Nhóm bạn tá hỏa khi nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ chở cướp biển cùng với Zarina, trên đó họ cho rằng cô ấy đã bị bắt mang đi nên cùng nhau tìm cách cứu Zarina. Nhưng hóa ra chúng cùng một bọn với Zarina, lấy được bụi thiên xanh, cô ta còn được chúng phong làm thuyền trưởng. Các nàng tiên gây cản trở bọn cướp biển bằng năng lực của họ, làm cho chúng một phen khốn đốn. Zarina bị mắc kẹt là cơ hội để lấy bụi xanh mang về. Zarina đuổi theo, yêu cầu họ trả lại. Tinh kiên quyết mang chúng về thung lũng tiên. Zarina quăng ngay một nắm bụi đủ màu sắc do cô chế tạo vào người các nàng tiên. Họ bị văng ra phía sau thác nước. Khi tỉnh dậy, những trang phục biến đổi có màu sắc quái dị và kỳ lạ. Họ cần phải thoát ra ngoài thác nước. Silvermist là nàng tiên nước nên cô ấy không thể điều khiển nước được nữa. Còn vô tình chạm vào ánh nắng thì chúng dễ hướng đi khắp nơi. Rosetta liên tục bị các con bọ vây quanh. Iris Esser hễ chạm vào thực vật nó liền phát triển quá đà. Đến lúc này các nàng tiên mới vỡ lẽ là do bụi tiên của Zarina đã trao đổi năng lực giữa họ. Bây giờ thì Tinh đã trở thành tiên nước, còn Vizia trở thành tiên thợ. Tinh bắt đầu nghe theo sự chỉ dẫn của Silvermist dễ hướng nước. Năng lực của Tinh quá yếu, Silvermist may mắn thoát ra ngoài trước, còn các nàng tiên khác số nhọ hơn. Họ bị ướt nước, trượt trên những cái lá và thiếp đất xuống mặt cát. Rosetta rơi trúng gần một cái trứng. Quả trứng nở ra cá sấu baby và nó tưởng Rosetta là mẹ của nó. Mãi lo nói chuyện mà họ quên mất con thuyền. Silvermist đã trông thấy con thuyền. Silvermist lúc này đã trở thành nàng tiên bay nhanh. Chỉ có mình Silvermist khô cánh. Họ phải tìm cách khác. Vizia liền nảy ra ý nghĩ hệt như một tiên thợ, dùng vỏ quả trứng để tất cả ngồi lên đó và nhờ khả năng của Silvermist để đuổi theo con thuyền. Khi vỏ trứng sắp không chịu nổi nữa, họ đã bắt kịp con thuyền. Những thủy thủ ăn mừng chiến thắng và xem Zarina như vật báu của họ. Các thủy thủ tiến đến một hòn đảo đầu lâu, phía trước có một cái cây y hệt cây pixie, đây là hang ổ của bọn chúng. Tên thủy thủ đầu sỏ bước vào cùng Zarina, Vizia, Silvermist và Tinh kịp thời vào trong, còn ba nàng tiên kia bị mắc kẹt ở ngoài. Thuyền trưởng James buông lời nịnh nọt Zarina với bụi tiên xanh của cô. Cả ba nàng tiên lại lén lút lấy bụi tiên nhưng không thành công. Khi lén lút nghe cuộc trò chuyện của bọn cướp biển, nhóm bạn bị phát hiện và bị ông lão một mắt túm gọn. Zarina bắt đầu cho thủy thủ James thấy điều kỳ diệu của bụi xanh. Khi một vài hạt bụi xanh rơi xuống, cái cây dần chuyển động dữ dội, cho ra rất nhiều bụi màu vàng lấp lánh. Zarina giúp James thỏa ước mơ bay lượn, nhưng James lại lộ ra bộ mặt thật. Với bụi tiên này, việc cướp bóc và chinh phục các miền đất hứa dễ như trở bàn tay. James sẽ không còn phải hạ mình hầu hạ cho Zarina nữa. Ông ta lật mặt nhốt Zarina vào lồng, quay về phòng khoác ngay bộ đồ thuyền trưởng đã cất giữ mấy lâu. Các bạn của Tinh vẫn đang tìm cách thoát khỏi cái lồng, chợt bé cá sấu tìm đến. Rosetta ra hiệu cho nó kéo nhẹ làm đổ cái lồng xuống giải cứu họ. Khi Rosetta bị ông một mắt bắt được, bé cá sấu vì để cứu Rosetta đã tát một phát vào mông ông ta. Họ giả vờ mặc bộ quần áo hải tặc rồi thành công trốn ra ngoài. Tinh cùng các bạn cố gắng lấy đi bình chứa bụi xanh. James đe dọa sẽ vứt Zarina xuống biển nếu họ dám lấy nó đi. Vì lo cho an nguy của Zarina, Tinh để nó lại chỗ cũ. Bụi tiên tiếp tục dẫn xuống chiếc thuyền, cánh quạt quay để tản bụi ra toàn bộ con thuyền, giúp nó thành công bay lên khỏi mặt nước. James lật lọng quăng Zarina xuống biển. Khi Zarina sắp bị ngạt thở, Tinh giạt nước biển để những người bạn nỗ lực mở khóa giải cứu Zarina ra bên ngoài. Zarina đã biết lỗi lầm của mình và quyết tâm giành lại bụi xanh. Họ đuổi theo con thuyền bay, giao chiến với đám hải tặc, Phong dùng ánh sáng hạ gục bọn chúng. Rosetta thì có vũ khí là bé cá sấu. Zarina trực tiếp đối đầu với James. Các bạn cùng nhau mở chốt để thả mỏ neo. Iris Esser điều khiển thực vật kéo con thuyền dừng lại. Thuyền trưởng James cũng không phải dạng vừa. Ông ta chặt đứt dây leo, tấn công Zarina. Cánh buồm rơi xuống làm các nàng tiên bị mắc kẹt và bị những tên đó túm lấy. Zarina kịp thoát ra, phản công làm chiếc thuyền chao đảo. Các tên cướp biển đồng loạt bị rơi xuống biển. James cũng không tránh khỏi, ông ta tiếc nuối nhìn bụi tiên đổ hết xuống biển, vớ tay chụp lấy bụi, ông ta bị rơi tự do xuống dưới. Zarina lấy lại bụi tiên, định ăn mừng nhưng còn quá sớm, vì James đã được bụi tiên cứu sống và quay trở lại giành lấy bụi xanh của Zarina. Hai người họ tranh giành nhau quyết liệt, một mất một còn. Zarina bị dồn vào đường cùng, một hạt bụi xanh bị rơi ra ngoài. Cô cầm viên bụi chọi ngay vào người James, bụi xanh phát huy sức mạnh, làm James bay đi từ phía rồi bị té xuống nước cùng đồng đội. Còn Vinh dự được bé cá sấu đớp cho mấy phát, các tiên cùng nhau quay trở về, pha chế bụi làm thuốc giải cho tất cả tiên tỉnh giấc. Tinh trao lại bụi xanh cho nữ hoàng. Zarina vô cùng ân hận, tiên Gary tha thứ ôm chầm lấy Zarina. Các nàng tiên cùng nhau thể hiện tài năng của mình, nhờ Zarina biến họ trở lại như cũ. Một chiếc đèn ánh sáng cực kỳ đẹp mắt được tạo ra nhờ phối hợp bởi tài năng của họ. Cảm ơn các bạn đã xem phim. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và theo dõi để xem thêm nhiều phim hay nữa nha.